Rồi, chào mọi người. Mọi người đem xem là vì một trong những video em giảm giá hành lý cửa hàng cuối năm ha. Rồi, mọi người chốt hàng thì nhắn tin mã số với lại nhắn tin mã số vô số điện thoại của em nha, 0348 30 843. Mọi người đừng có gọi điện thoại tại vì cái số hàng nó nhiều quá, nhưng mã nó nhiều nên mọi người nhắn tin thì nhắn trước thì em chốt trước ha, rồi sau thì nhắn nếu mà mặt hàng đã hết thì có thể em sẽ không trả lời. Rồi mọi người chú ý giùm em ha. Rồi cái video này là đồng giá 100.000 một món nha mọi người. Video có mã là số 2, video số 2 100.000 một món, mã số ở trên mấy cái sản phẩm nè. Tất cả các sản phẩm gần như là em đã đăng lên kênh hết rồi nha, nên em có thể là sẽ lướt qua nhanh, không có nói là vô chi tiết nó mất thời gian mọi người, tại vì số lượng nó nhiều. Rồi đầu tiên cây cưa ha, cây cưa cán gỗ này, cưa này đặc biệt nó có hai cái mặt lưỡi. À, có chốt khóa đây luôn, một mặt lưỡi mịn và một mặt lưỡi hơ ha. Nè, độ bén nó còn gần cỡ 90% nha, cái này size là gần 20 á. Size lưỡi nó cỡ 20 ha. Rồi mã số 1 nha mọi người. Số 2 cũng là một cây cưa, nhưng mà lưỡi nhỏ. Cây này độ bén cũng cỡ 90%. Lưỡi này cỡ 12 cm ha. Số 3 cũng là cây cưa cán gỗ. Cán này nó sơn đen lên ha. Đặc biệt là nó có hai lưỡi nha mọi người, cây này đặc biệt có hai lưỡi đây, cái này em chưa chưa vệ sinh luôn mọi người. Cái này đồ bán cỡ còn 90, hơn 90%. Đồ bán là cỡ trên 90% nha mọi người. Cái này cũng size cỡ 20, size lưỡi 20 ha. Một cái lưỡi bản nhỏ nè, thiết kế để cho cưa mấy cái chỗ hẹp ha. Cái này bản lớn hơn. Cái này lưỡi nhỏ nè, cái này lưỡi to hơn nè. Hai lưỡi, hai trong một luôn. Rồi mã số 3 nha mọi người. Rồi đây là cái cưa ARS. ARS nha, thương hiệu Nhật luôn, do bên sản xuất. Cây này đồ án cỡ 85% nha, có sử dụng rồi, đây chưa vệ sinh giờ này. Mọi người xài cái bôi dầu vô là nó sẽ không có bị reset nữa ha. Rồi mã số 4, số 5 cũng là cưa cán gỗ. Cây này độ bén cỡ trên 90% ha, còn khá. Đây cái chốt nó hơi bị cứng tí rồi, người ba vô dầu nó cho nó bung ra ha, đó nó bung ra cứng rồi nè, nó có lò xo đây nè, vô dầu ở đây nè cái nó sẽ nhẹ, nó bấm xuống nó kẹt này. Lò xo nó bung lên đó. Rồi cái này cũng là size 20. Mã số 5. Rồi tiếp theo là số 6 là cái lưỡi, cái mũi khoan bê tông. Mũi khoan bê tông của Nhật nha, Sanco đây. Mũi này là 12.5 nha, mới chưa sử dụng.
đây, mũi 2 2 cạnh, mũi 12.5. Rồi, chiều dài nó cỡ 16. Mã số 6 nha. Đây, mã số 7 cũng là mũi khoan bê tông. Mũi 18mm ha. Của Nhật mới chưa sử dụng luôn, còn nguyên cái hộp luôn. Đây, thương hiệu Unica. Rất là đẹp, mới chưa sử dụng luôn. Mũi chua gài ha. Rồi số 7. Rồi số 8. 8 số 9 là hai cây đục. Đây hai cây như nhau. Nói chung nó bằng nhau. Đây. Mọi người chốt số nào thì cũng được ha. Hai cây giống như nhau, bằng nhau luôn. Đó. Rồi số 10. Đây là cái lưỡi dũa. Cái lưỡi dũa cạnh chiên, dũa cạnh. Dũa cạnh mặt thép ha. Đây là cái lưỡi dũa sắt nè. Dùng mấy cái cạnh hay sắt mình nó có ba vớ dính dính á, mình lấy lưỡi này mình chà chà nó. Nó đi ha. Đặc biệt nó có chỉnh góc luôn. Đây góc nó nè, 88 90 89 87 độ. Nó chỉnh bằng cái này nha. Nó sẽ nghiêng. Thằng này của đây. Của Đức nha mọi người. Cái này lúc trước em có bán mấy cái là nó của Đức. Thương hiệu này nó của Đức. Thường là lưỡi nó của châu Âu sản xuất. Nó lưỡi dũa. Rồi, đây là mã số 10. 11. Nguyên hộp luôn. À, nó cái là cái cử để canh lưỡi bào nha. Cử canh lưỡi bào của Tua. Cái này mà mọi người nào mà chiên dụng mấy cái món này là rất là cần luôn nha. Mình canh cái lưỡi bào mình cho nó chuẩn từng mili luôn nè. Chỉnh hai bên. Đó. Mã 11. 12 đây. Cái cục này là mới đem về. Chưa thử luôn mọi người. Cục này em chưa thử nha. Nó xài điện 100V là 12A. Đó là hẹn giờ. Đây. Hai cổng là hẹn giờ bật tắt thiết bị. Em chưa có thử nha mọi người. Em chưa có thời gian mà thử cái này luôn, mới đem về. Bán luôn. Đồng giá luôn mọi người, 100.000. Bật tắt này nó có 10 đây, 9 10 10 11 12 đây à. 12 là 12 tiếng đó mọi người. Người chia nhỏ ra. Đó vặn đó. Rồi 13. 13 là cái một con dao Nhật nha. Mới tinh chưa sử dụng. Này. Hơi bị đẹp luôn á. Rất đẹp. Rồi 14. Tô vít lùng nha. Tô vít lùng của Annette. Đảo chiều đầy đủ. Hoạt động tốt. 14. 15. Ổ khóa của Nhật. Đầy đủ mã. Đây, mã đây. Sử dụng ok. Rồi 16 cái cạo ba via nha. Có một lưỡi heo kèm thôi. Lưỡi còn đẹp. Rồi 17 là cây cưa cầm tay của Shinto. Đây Shinto.
sinh tố của Nhật ha. Cưa này cưa gỗ. Lưỡi này dài cỡ 25 mọi người. Cán bằng full bằng nhôm, cán nhôm. Lưỡi chưa sử dụng nha, lưỡi này chưa sử dụng. Mã 17 ha. Rồi mã 18 cũng là một cây cưa. Nhưng mà cưa này của ARS nha, ARS làm cán gỗ. Vỏ gỗ luôn. Cưa cành. Cây này độ mới còn 90 95% á. Khá là bén. Lưỡi này tới 25 luôn. Đây, lưỡi 25, cưa cán gỗ. Chưa vệ sinh nha mọi người. Nhật sản xuất này. Đây, bao gỗ luôn, còn dây đeo. Mã số 18 ha. Rồi mã cuối cùng đây. Một con dao cắt bánh của thị sĩ à, của Đức ha, Đức sản xuất. Đây rồi mà này luôn. Chưa sử dụng nha. Dao này cắt bánh bánh kêu bằng cái bánh gì? Bánh pizza. Đây nó chất liệu nó làm bằng như là bằng xi gum mít sứ hay sao cũng không rõ luôn, nhưng mà nó chưa sử dụng mọi người. Đây hương hiệu nè của Đức, chuyên dùng cắt bánh nè, cắt bánh đó, hình minh họa là mọi người cũng hiểu ha, cắt bánh đó. Rồi nó là mã 19. Rồi video đến đây là kết thúc ha. Mọi người chốt hàng thì liên hệ số điện thoại, nhắn tin giùm em nè 0348 0043. Cảm ơn mọi người.